Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Hậu đánh bom kinh hoàng ở Kabul, phe nổi dậy Afghanistan bất ngờ gửi cảnh báo đỏ tới Nga. Lật mặt nhóm khủng bố tàn độc khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giận sôi máu, chúng là ai? Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hậu đánh bom kinh hoàng ở Kabul, phe nổi dậy Afghanistan bất ngờ gửi cảnh báo đỏ tới Nga. Cảnh báo được phát ngôn viên mặt trận quốc gia kháng chiến đưa ra trên tờ Moscow Times chỉ ít giờ sau vụ đánh bom kép khiến hàng chục lính Mỹ thiệt mạng ở Kabul. Lãnh đạo quân nổi dậy Afghanistan cảnh cáo Nga. Mới đây, tờ Moscow Times đã có một cuộc phỏng vấn trực tuyến với phát ngôn viên của mặt trận quốc gia kháng chiến thường gọi là Liên minh phương Bắc 2.0. Ông Fahim Dasti, người đang ở thung lũng Panisi, Afghanistan, lưu ý Nga nên lo ngại về sự trỗi dậy của Taliban, nước này sẽ trở thành một trung tâm khủng bố gây nguy hiểm cho chính Trung Á và Nga. Bình luận của ông Dasti được đưa ra trong bối cảnh Moscow dường như đang có lập trường ngày càng quan ngại đối với Taliban và sự bất ổn trong khu vực mà lực lượng có thể mang lại, cũng như chỉ ít giờ sau vụ khủng bố đẫm máu khiến hàng chục lính Mỹ thiệt mạng ở Kabul. So với thời điểm chính phủ Afghanistan sụp đổ hôm 15 tháng 8, quan điểm của Nga dần thay đổi, đặc biệt là sau tuyên bố của Tổng thống Putin, đây là một mối đe dọa trực tiếp đối với đất nước chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi. Trước đó, ông Putin đã cảnh báo về dòng người tị nạn từ Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản, nói rằng các tay súng khủng bố có thể xâm nhập dưới chiều bài xin tị nạn. Ai là kẻ thù trong số những người tị nạn này, chúng ta biết được điều đó bằng cách nào? Hôm 26 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết mối đe dọa lớn nhất mà Taliban gây ra là số lượng vũ khí khổng lồ mà các nhóm này đã thu giữ được khi Mỹ vội vã rút quân. Mối đe dọa đầu tiên và chính yếu là Taliban đã nhận được một lượng vũ khí khổng lồ, con số đó rất lớn, với việc Taliban được cho là đã bao vây mặt trận kháng chiến quốc gia trong những ngày gần đây. Dasti kêu gọi Nga đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy Taliban đàm phán với NAF. Nga đang đi những nước cửa khôn ngoan ở Afghanistan. Nga đã di tản 500 công dân của mình và các nước thuộc Liên Xô cũ khác khỏi Afghanistan trên một máy bay vận tải, bất chấp tuyên bố trước đó rằng Taliban đã vãn hồi trật tự ở Kabul. Người đứng đầu Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga lưu ý, tất nhiên Nga phải lo ngại vì chúng tôi vẫn chưa biết ý định của Taliban là gì và họ có thể kiểm soát đất nước ra sao. Có những lo ngại chính đáng về các tổ chức khác bao gồm cả Al-Qaeda và IS. Nga cũng nên lo lắng về tình hình kinh tế xã hội có thể xảy ra thảm họa trong nước. Khi viện trợ toàn cầu cạn kiệt, còn quá sớm để bình tĩnh. Nga có các kênh liên lạc tốt với Taliban, họ nên thúc đẩy Taliban tham gia một cuộc đàm phán có ý nghĩa cho một chính phủ bao trùm, điều đó cũng vì lợi ích của Nga và các nước khác. Ngược lại, Taliban đã nhiều lần cố gắng xoa dịu những lo ngại của Nga. Trong chuyến thăm Moscow vào tháng trước, phát ngôn viên của nhóm cực đoan ông Mohammad Shohai Haen đã hứa rằng Taliban sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Nga hoặc các nước láng giềng. Và trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mayadeen tuần này, ông Haen nhắc lại rằng Taliban có quan hệ tốt với Nga. Bên cạnh việc quản lý các mối quan hệ với Taliban, Nga cũng sẽ phải để tâm tới các quan ngại của đồng minh trong khu vực, đặc biệt là các thành viên CSTO, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, nơi có các căn cứ quân sự của Nga. Trong một dấu hiệu ủng hộ các đồng minh, mới đây Nga đã thông báo họ đã nhận được các đơn đặt hàng vũ khí và trực thăng mới từ các nước Cộng hòa Trung Á giáp Afghanistan. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Tajikistan đã lập một cầu hàng không viện trợ vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự tới Panisi. Lật mặt nhóm khủng bố tàn độc khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giận sôi máu, chúng là ai? Cựu Tổng thống Donald Trump đã gọi cái chết của binh lính Mỹ và thường dân Afghanistan trong các vụ đánh bom ở Kabul là một thảm kịch mà nếu ông còn giữ chức thì sẽ không xảy ra. Thảm kịch đẫm máu tại sân bay Kabul. Vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul ở Afghanistan khiến ít nhất 13 lính Mỹ thiệt mạng, các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo về các mối đe dọa từ ISK, nhóm khủng bố là kẻ thù không đội trời chung của Taliban. Hôm thứ Năm, Lầu Năm Góc cho biết họ tin rằng chính ISK đã thực hiện vụ đánh bom và tấn công bằng súng tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, đồng thời coi nhóm này tiếp tục là một mối đe dọa nghiêm trọng. Thật khó có thể đánh giá hết những đe dọa bất thường mà các lực lượng của chúng tôi ở hiện trường đã phải đối mặt, đặc biệt là từ ISK. Tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ cho biết, phản ứng trước vụ việc, cựu Tổng thống Donald Trump đã gọi cái chết của binh lính Mỹ và thường dân Afghanistan trong các vụ đánh bom ở Kabul là một thảm kịch mà nếu ông còn giữ chức thì sẽ không xảy ra. Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình Fox News, ông Trump bày tỏ lời chia buồn với các gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công, đồng thời chỉ trích trực tiếp người kế nhiệm ông Tổng thống Joe Biden vì những sai lầm trong việc tổ chức rút quân di tản các nhân viên dân sự khỏi Afghanistan.
Thảm kịch này lẽ ra không xảy ra và sẽ không xảy ra nếu tôi là tổng thống của các bạn. Tôi biết rằng trong những tuần qua, nhiều người Mỹ đã theo dõi các sự kiện ở Afghanistan với tâm trạng cay đắng, thậm chí là đau đớn, ông Trump phát biểu. Tổ chức khủng bố ISISK ở Afghanistan, chúng là ai? ISISK là một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã vươn vòi tới một khu vực lân cận rộng lớn ở Iraq và Syria. Nhóm cực đoan này gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi chiến dịch do Mỹ dẫn đầu, nhưng các chi nhánh của nó vẫn tồn tại và thu hút những tân binh từ lực lượng thánh chiến địa phương. ISISK coi Taliban, phong trào vốn đã nổi tiếng với sự tàn bạo, không sùng đạo đủ mức để tuân theo Hồi giáo, hai nhóm chiến binh này từng tiến hành nhiều cuộc tấn công lẫn nhau. Cựu giám đốc chống khủng bố hàng đầu CIA trong khu vực gồm cả Afghanistan cho biết mối đe dọa mà ISISK đã gây ra hiện đang cao hơn do khoảng trống để lại sau khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan. Tổng thanh tra Lầu Năm Góc trong một báo cáo được công bố vào tuần trước khẳng định ISISK đã tấn công chính phủ Afghanistan trong những tháng cuối cùng trước khi sụp đổ. Vậy ISISK ở Afghanistan là ai và tại sao chúng lại là kẻ thù của Taliban? Tỉnh Khorasan của nhà nước Hồi giáo hay ISISK là một tổ chức khủng bố từng lên tiếng chịu trách nhiệm về nhiều vụ tấn công giết người ở Afghanistan trong những năm gần đây. Khorasan là địa danh lịch sử để gọi tên một khu vực rộng lớn bao trùm cả Afghanistan, Pakistan và Trung Á hiện nay. ISISK thề trung thành với IS và hoạt động mạnh nhất ở tỉnh Khorasan, Afghanistan. Nhóm khủng bố cực đoan này đã chiến đấu với Taliban trong nhiều năm qua để tranh giành lãnh thổ ở Afghanistan sau sự sụp đổ của IS tại Syria và Iraq. ISISK có mối liên hệ chặt chẽ với các chi nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ ở Washington ở Mỹ, trong 2 năm 2017 và 2018, ISISK đã thực hiện gần 100 cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Afghanistan và Pakistan. Bên cạnh đó còn có khoảng 250 cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Mỹ, Afghanistan và Pakistan. Năm ngoái, ISISK nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại học Kabul làm ít nhất 35 người thiệt mạng, vụ nã rocket vào phủ Tổng thống Afghanistan cũng như vụ tấn công sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Tháng năm 2021, ISISK đã tấn công một ngôi trường ở Kabul, khiến 68 người tử vong, 165 người bị thương, hầu hết đều là nữ giới. Đến tháng 6 cùng năm, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương sau khi ISISK tấn công tổ chức từ thiện và phá bom mìn của Liên quân Anh-Mỹ ở Ba Lan. Dính đòn choáng váng. Quân đội Mỹ vừa tắt tay đánh cược mạng sống hàng nghìn người với Taliban. Việc Mỹ trao tin tình báo cho Taliban để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo tiềm ẩn hậu quả khôn lường khi hàng nghìn người Mỹ và đồng minh vẫn đang ở Afghanistan. Quân đội Mỹ tuyên bố đang chia sẻ thông tin tình báo với Taliban. Tướng Kenan McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tập Hoa Kỳ mới đây đã tiết lộ trong một cuộc họp ngắn ở Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo với Taliban. Cuộc họp báo diễn ra vài giờ sau khi một vụ nổ làm rung chuyển sân bay quốc tế Kabul khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng và một số người khác bị thương. Theo ông McKenzie, Mỹ và Taliban có mục đích chung là kết thúc sứ mệnh sơ tán người Mỹ vào ngày 31 tháng 8, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đã chia sẻ thông tin với Taliban để lực lượng này tiến hành truy quét nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Đại diện CENTCOM bổ sung rằng họ đã cắt giảm thông tin tình báo trước khi chuyển tới Taliban và rằng ông không tin Taliban cố tình cho phép các cuộc tấn công xảy ra. Hậu quả. Michael Howard, cựu sĩ quan Cục Tình báo Trung ương CIA và là cựu giám đốc an ninh của Microsoft bình luận với Fox News rằng việc Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với Taliban trong bối cảnh toàn bộ cuộc di tản này đã diễn ra hỗn loạn và vội vàng sẽ có những hậu quả như sau. Phía Mỹ cần phải thận trọng trước bất kỳ thông tin tình báo nào mà họ chia sẻ với Taliban. Đây là Taliban, chúng ta không nên tin tưởng Taliban. Taliban mới là bên nên cung cấp cho chúng ta thông tin tình báo về mối đe dọa vì họ đang kiểm soát khu vực xung quanh sân bay. Ông Howard cũng cảnh báo rằng việc cung cấp cho Taliban quá nhiều thông tin tình báo có thể dẫn đến việc lực lượng này phát giác nguồn thông tin hoặc các phương pháp được sử dụng để có được thông tin tình báo. Cựu sĩ quan CIA cũng đặt ra nghi vấn Taliban có thể cũng đang chuyển tin tức của chúng tôi cho ai đó, ví dụ Nga, Pakistan hoặc thậm chí là Al-Qaeda, và rằng Mỹ hiện đang tin tưởng những kẻ chỉ vài tuần trước chúng ta đã phải chiến đấu và muốn tiêu diệt chúng ta. Ông Morgan Wallace, cựu cố vấn cấp cao trong chương trình chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Pakistan cũng đã bình luận với Fox News về sự nguy hiểm của việc chia sẻ thông tin tình báo với Taliban. Đặt câu hỏi về vấn đề lòng tin giữa Mỹ và Taliban, một trong những vấn đề lớn nhất trong việc chia sẻ thông tin tình báo là vấn đề lòng tin, không có cách nào để tin tưởng Taliban và không có cách nào để đảm bảo rằng thông tin hoặc tình báo được chia sẻ với họ không lọt vào tay IS hoặc Al-Qaeda. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ không nên dựa vào Taliban hay bất kỳ ai khác để đảm bảo an ninh của chúng ta hoặc cho sự di chuyển của những người mà chúng ta muốn đưa ra khỏi đó. Cựu cố vấn chia sẻ thêm rằng hiện có một thông tin rằng các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp tên của những người Mỹ đang ở Afghanistan cho Taliban và yêu cầu lực lượng này cho phép họ tiếp cận sân bay.
Trong bất kỳ trường hợp nào, danh tính của những người có giá trị đối với Mỹ không được phép chia sẻ với các đối thủ của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, điều này đồng nghĩa với việc lên một danh sách tiêu diệt của kẻ thù, và những người không thể vượt thoát sẽ trở thành mục tiêu. Ông đưa ra cảnh báo cuối cùng rằng, vì mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, việc chia sẻ thông tin tình báo chiến thuật có thể dẫn đến hậu quả là vô tình tiết lộ bí mật nhạy cảm về con người, nguồn tin, nguồn kỹ thuật hoặc những thứ khác.